Vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Ăn Vui. Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong nhóm 5 quốc gia có tỷ lệ người mắc viêm gan virus, xơ gan lớn nhất thế giới, Việt Nam đang từng ngày gánh chịu những hậu quả mà căn bệnh này gây ra. Nguyên nhân là những thói quen xấu khiến gan tích tụ nhiều độc tố, gây suy giảm chức năng. Hơn thế, chúng ta vẫn thường không để ý đến vai trò của gan trong cơ thể, dù rằng đó là cơ quan thực hiện tới hơn 500 chức năng mỗi ngày. Chính vì vậy, việc thanh lọc và bảo vệ lá gan là việc làm vô cùng cần thiết. Những gợi ý về các loại thức uống đơn giản, dễ làm trong chương trình ngày hôm nay hoàn toàn có thể là cẩm nang của bạn trong việc giải độc gan tại nhà mà không phải điều trị thuốc cũng như đến bệnh viện. Đây là cách giúp bạn thanh lọc cơ thể, giải độc gan một cách lành mạnh, an toàn và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu ngay với chúng tôi quý vị nhé! Chú Tạ Văn Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh là một khách hàng trung thành của quán ăn bình dân gần nhà. Chú tâm sự: trước đây khi đi làm công sở thì buổi sáng và trưa chú ăn cơm quán, tối về mới được ăn cơm nhà. Nhưng từ hồi cô nhà chú mất, chẳng có ai nấu cơm là ngày 3 bữa chú ăn quán. Tối đến mấy anh em lại rủ nhau đi nhậu lai dài nữa. Bẵng đi một thời gian dài như thế, tự nhiên chú thấy mệt mỏi rệu rã trong người, ăn uống cũng chẳng thiết gì. Thỉnh thoảng lại thấy đau bụng, buồn nôn, da rẻ vàng vọt. Mỗi khi gặp thời tiết nóng bức hay có tí men vào là những mảng mề đay, mụn nhọt nổi khắp người. Thậm chí còn có đợt mọc chi chít như sao, làm chú đi đường không dám mặc áo cộc tay. Tình trạng này cứ tái đi tái lại như thế làm chú rất sợ. Đi khám mới biết là bị men gan cao, gấp 10 lần bình thường, mỡ chiếm 15% gan. Nhờ bác sĩ tư vấn, chú mới biết nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là do ăn cơm quán và rượu bia nhiều. Cháu không thấy là các báo đài nói suốt ngày về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoa quả tẩm ướp hóa chất mà toàn hóa chất tàu, thịt toàn chất tăng trọng, rau thì tắm thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thêm rượu bia hàng ngày, toàn chất độc hại gan không bị bệnh mới lạ. Nghe hàng xóm mách uống nước gạo lứt để giải độc gan, chú cũng về thử pha uống. Được hơn một tháng, chú thấy người khỏe hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Biết là bệnh đã tiến triển tốt nên chú yên tâm dùng tiếp. 2 tháng sau khi chú đi kiểm tra, chỉ số men gan và mỡ gan đã trở lại bình thường. Các vết mụn mề đay, mụn nhọt cũng lặn mất tăm, da rẻ hồng hào, sạch mụn. Thỉnh thoảng chú vẫn uống vài cốc bia mà vẫn không sao cả. Không chỉ nước gạo lứt giang mà trên thực tế còn có rất nhiều loại nước giải độc gan hữu ích khác. Chúng ta cùng tìm hiểu công dụng của những loại nước này ngay sau đây quý vị nhé! Thứ nhất, nước gạo lứt. Gạo lứt không chỉ là một thực phẩm để giảm cân, để ăn kiêng mà chúng còn là siêu thực phẩm trong giải độc gan. Gạo lứt có tác dụng từ vỏ đến hạt gạo. Chúng có quá nhiều tác dụng khiến nhiều người quá lạm dụng, làm phản tác dụng của gạo lứt. Gạo lứt là loại ngũ cốc được ưa chuộng cho những người ăn kiêng và ăn chay. Trong gạo lứt có chứa rất nhiều dầu, làm điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và thanh lọc gan cực kỳ tốt. Gạo lứt có thể hỗ trợ gan làm việc rất tốt để loại bỏ độc tố và ký sinh trùng trong máu, giúp gan và cơ thể khỏe mạnh hơn. Tuy là gạo lứt rất tốt, rất giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng chữa bệnh, tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng hàng ngày và quá thường xuyên. Chỉ nên sử dụng 3 đến 4 bữa một tuần, kết hợp cùng các thực phẩm khác để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. Chúng ta có thể rang gạo lứt lên và xay nhuyễn với nước làm nước uống hoặc nấu gạo lứt để nấu cơm ăn. Thứ hai, sữa đậu nành. Sữa đậu nành là một thức uống được làm từ hạt. Đậu nành vô cùng bổ dưỡng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Sữa đậu nành có rất nhiều chất dinh dưỡng, phù hợp cho những người giảm cân và hơn hết, nó rất tốt cho gan. Trong thức uống này chứa nhiều protein, isoflavonoid, glycosid và các thành phần khác làm kích thích việc phân hủy tế bào mỡ chứa trong gan, giúp bạn bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Với món sữa đậu nành này, chúng ta cũng chỉ nên sử dụng 3-4 lần một tuần. Để dễ uống hơn, các bạn có thể thêm chút đường để khuấy đều với sữa đậu, sẽ dễ uống và ngon hơn rất nhiều. Thứ ba, nước ép bưởi và muối. Bưởi chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ lớn, chứa chất chống oxy hóa cao, glutathione phân hủy kim loại nặng. Hợp chất flavonoid giúp thanh lọc giải độc gan, ngăn các gốc tự do tấn công gan.
4 muỗng muối ép xo muối hợp với 3 ly nước ép bưởi cũng là một hỗn hợp có tác dụng thanh lọc cực mạnh. Chia hỗn hợp này làm 4 và uống trong ngày. Thứ tư, trà tươi. Nước trà, nước chè từ xưa đến nay vẫn luôn là thức uống yêu thích của mọi người và nước trà có thể tăng cường sức khỏe cho gan và cơ thể. Trong trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa catechin có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giúp thải độc hiệu quả. Riêng các loại chè thảo dược như chè vàng, chè đắng còn có tác dụng phòng ngừa và điều trị một số bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, hạ men gan. Với trà, chúng ta có thể uống thường xuyên, hàng ngày, có thể uống thay nước lọc cũng được. Trà rất tốt cho cơ thể và sức khỏe nên rất được khuyến khích sử dụng. Thứ 5. Nước chanh. Nước chanh tươi là một thức uống quen thuộc mà mỗi chúng ta khi hè về. Tuy nhiên, bên cạnh chức năng giải khát, giải nhiệt cho cơ thể, thì nước chanh còn giúp giải độc và thanh lọc gan vô cùng hiệu quả. Không chỉ là thức uống yêu thích của chị em để giảm cân, làm đẹp da, nước chanh tươi còn giúp thanh lọc gan. Một cốc chanh tươi mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ làm sạch chất dư thừa còn lại trong gan sau một đêm ra khỏi cơ thể. Vì các axit trong chanh có tác dụng thanh lọc gan và giúp tiết ra nhiều dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa, chuẩn bị cho ngày làm việc mới trong cơ thể. Mỗi ngày hãy pha cho gia đình mỗi người một cốc nước chanh 200ml vào buổi sáng sẽ giúp gan luôn khỏe mạnh mà còn hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, một số lưu ý cho các bạn đó là không nên pha nước chanh quá chua, bởi uống buổi sáng lúc dạ dày chưa có gì trong bụng, axit trong chanh sẽ làm chúng ta bị đau dạ dày. Hơn nữa, cũng không nên uống quá ngọt, còn nếu bạn đang giảm cân, có thể pha một chút muối sẽ dễ uống và ngon hơn. Thứ 6. Nước mật ong. Cũng giống như chanh tươi, nước mật ong không chỉ mang đến vẻ đẹp và sự tươi trẻ cho phái đẹp, mà uống nước mật ong hàng ngày có thể giúp chúng ta làm sạch đường ruột, thanh lọc gan và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Trong nước mật ong có thành phần chính là đường fructose, là đường có lợi, dễ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu một cách thuận lợi, ít gây béo, không hại cho cơ thể. Việc sử dụng mật ong vào mỗi sáng sẽ giúp tăng cường chức năng gan, giải bớt các độc tố tích tụ trong cơ thể. Vừa tốt cho sắc đẹp, vừa tốt cho sức khỏe thì chúng ta nên sử dụng hàng ngày. Vì mật ong rất ngọt và có chứa chất béo, cho nên chúng ta không nên sử dụng quá nhiều. Mỗi sáng chỉ nên uống một thìa mật ong. Nếu bạn uống được ngọt thì có thể uống trực tiếp, hoặc có thể hòa một thìa mật ong với một cốc nước ấm dưới 50 độ C để không làm mất đi enzyme có lợi trong mật ong. Chỉ với một thìa mật ong, bạn có thể làm sạch đường ruột và có thể thay thế bữa sáng. Thứ 7. Súp bắp cải. Gan là cơ quan giải độc quan trọng trong cơ thể, còn bắp cải là thực phẩm hỗ trợ quá trình giải độc gan khá hiệu quả. Hàng ngày cung cấp một bát súp bắp cải rất tốt cho người bị viêm gan, giúp giải độc gan và còn làm mát gan. Thứ 8. Sữa chua. Sữa chua là đồ uống ưa thích phổ biến của nhiều bạn gái muốn giảm cân và có làn da đẹp. Nhưng có lẽ nhiều người không biết sữa chua chính là đồ uống rất tốt cho gan. Ăn sữa chua hàng ngày giúp bạn điều chỉnh lượng vi khuẩn trong đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột, bài tiết chất độc trong đường ruột, kích thích tiêu hóa và các chức năng khác, đồng thời hạn chế hấp thu chất béo trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh về gan, giải độc gan. Thứ 9. Sinh tố bơ. Mỗi tuần ăn 1-2 quả bơ, trong khoảng 1 tháng có thể giúp gan hồi phục những tổn thương. Trái bơ rất giàu glucosinoide, một hợp chất giúp đào thải chất độc cho gan cực tốt, bảo vệ gan dưới tác động của các gốc tự do. Đồng thời, bơ cũng là loại quả bổ sung vitamin và khoáng chất tăng cường chức năng của gan, phân hủy chất béo, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Thường xuyên ăn bơ, sinh tố bơ sẽ giúp gan khỏe mạnh. Với những người bị nhiễm độc gan, ăn bơ thường xuyên sẽ giúp thải độc gan rất hiệu quả, đẩy lùi tình trạng đắng miệng, táo bón, nổi mụn nhọt. Thứ 10. Nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt không chỉ giúp sáng mắt, tốt cho da, tóc, sức khỏe răng miệng, ngăn chặn ung thư mà còn giúp giải độc gan hiệu quả. Bởi vì trong cà rốt có chứa 87% nước và có khả năng giải độc, giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể và làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.
Bạn chỉ cần lấy một củ cà rốt rửa sạch, gọt vỏ rồi cho vào nước ép ép lấy phần nước cốt. Thêm vào đó vài muỗng đường khuấy đều và ít đá lạnh là bạn có một ly nước ép cà rốt thơm ngon, hỗ trợ giải độc gan tuyệt vời. Mỗi ngày một cốc nước ép cà rốt sẽ rất tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, giải độc gan bằng các loại nước uống thanh nhiệt, mát gan như trên sẽ giúp loại bỏ độc tố, khôi phục chức năng gan. Chính vì vậy, hãy tự thưởng cho lá gan của mình bằng những loại thức uống bạn yêu thích nhé. Bên cạnh đó, việc nhận diện được những dấu hiệu khi gan bị nhiễm độc cũng như các tác nhân dẫn đến tình trạng này là rất quan trọng để kịp thời xử lý và điều trị. Vậy đâu là lý do gan bị nhiễm độc? Và khi gan kêu cứu sẽ có những tín hiệu gì phát ra ngoài cơ thể? Mời quý vị cùng đón xem. Thứ nhất, vì sao gan bị nhiễm độc? Gan là nơi xử lý độc tố cho toàn cơ thể. Vì vậy, gan rất dễ bị nhiễm độc và hư hại. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho gan bị nhiễm độc. Dưới đây là những tác nhân chính khiến cho gan bị tổn thương. Do thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn, uống rượu bia, hút thuốc lá khiến gan bị quá tải trong việc xử lý độc tố và gây tổn thương gan. Ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, sử dụng nguồn nước bẩn. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến gan và còn gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Môi trường ô nhiễm, thường xuyên hít phải bụi bẩn, chất độc hóa học cũng như những tác nhân hàng đầu khiến gan nhiễm độc. Ít ai biết rằng, thức khuya nhiều, thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi, stress, căng thẳng cũng có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Thứ hai, dấu hiệu gan bị nhiễm độc. Khi có quá nhiều chất độc trong cơ thể sẽ gây nên rối loạn chức năng gan và khiến gan nhiễm độc. Biết rõ dấu hiệu gan bị nhiễm độc sẽ giúp người bệnh điều trị kịp thời và tránh được những biến chứng có thể xảy ra. 1. Thay đổi màu sắc nước tiểu và phân. Khi cơ thể có sự thay đổi về màu sắc nước tiểu và phân thì chứng tỏ sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề, đặc biệt là bộ phận gan. Thường thì nước tiểu có màu vàng nhạt, nhưng khi chức năng gan bị ảnh hưởng thì nước tiểu có màu sậm hơn, còn phân thì có thể có màu nhạt hoặc màu đen hơn. 2. Nhạy cảm da. Da thường xuyên khô và bị ngứa, dễ bị kích ứng thì có thể gan của bạn đã bị nhiễm độc. 3. Vàng da. Một trong những dấu hiệu chứng tỏ gan bạn đang bị suy giảm chức năng đó chính là hiện tượng vàng da. Vàng da là do kết quả của sự tích lũy bilirubin trong cơ thể. 4. Phù nề. Phù nề ngoài là triệu chứng cảnh báo bệnh thận thì không loại trừ bạn bị rối loạn chức năng gan. Thông thường cơ thể bị phù nề ở chân và cẳng chân là nhiều nhất. 5. Viêm dạ dày và chuột rút. Đau bụng dai dẳng lâu ngày có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng gan của bạn bị suy giảm. Ngoài ra, những ai thường xuyên bị chuột rút cũng không loại trừ khả năng do gan. 6. Trào ngược axit. Triệu chứng này không chỉ là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp rắc rối về dạ dày, đường ruột mà còn có thể là do chức năng gan. 7. Tiêu chảy. Khi cơ thể bị tiêu chảy thường xuyên và không rõ lý do thì có thể là gan của bạn đang bị nhiễm độc nặng. 8. Cảm giác mệt mỏi. Khi gan bị suy giảm chức năng thì khả năng lọc máu và cung cấp oxy cho các tế bào cũng bị giảm đi. Kết quả là cơ thể thường xuyên mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. 9. Chán ăn. Đột ngột giảm cảm giác thèm ăn cũng có thể là dấu hiệu gan bị nhiễm độc. Tình trạng này nếu kéo dài không chỉ gây thiếu hụt chất dinh dưỡng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Thứ 3. Cách bảo vệ ngăn ngừa gan nhiễm độc hiệu quả. Chỉ áp dụng những cách giải độc gan nói trên không thôi là chưa đủ. Để bảo vệ gan cũng như ngăn chặn gan nhiễm độc, mọi người cần chú ý thực hiện tốt những điều sau. Loại bỏ chất có cồn, tránh sử dụng rượu bia, hút thuốc lá vì chúng được xem là kẻ thù số 1 dẫn đến các bệnh về gan. Có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh thức khuya, thiếu ngủ, stress, căng thẳng, mệt mỏi. Vì đây cũng chính là những tác nhân khiến cho lá gan của bạn bị tổn thương và suy giảm chức năng. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, tốt nhất nên ăn nhiều thực phẩm có chứa thành phần papain tốt cho sức khỏe như đu đủ, thành phần allicin từ bột tỏi, thành phần enzyme peroxidase chiết xuất từ quả mướp đắng và củ cải. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức đề kháng,
sống trong môi trường lành mạnh, tránh ô nhiễm môi trường, chất độc hóa học. Cần đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để sớm phát hiện ra các vấn đề sức khỏe và từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả khôn lường. Như vậy trên đây chúng tôi đã đưa ra một số cách giải độc gan bằng việc cải thiện chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta lựa chọn. Hãy lựa chọn cuộc sống tốt nhất, khỏe mạnh nhất để tận hưởng được nhiều điều thú vị. Mong rằng với những cách giải độc mát gan đơn giản, dễ thực hiện, không gây tốn kém và giúp giải độc mát gan hiệu quả mà không cần sử dụng đến những loại thuốc giải độc gan trên sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.